phép cộng dạng 14 cộng 3, phép trừ dạng 17 trừ 3. Phép trừ dạng 17 trừ 7. Các bài toán cơ bản. Bài 1 tính. Tính theo hàng ngang. Bài 3. Điền dấu lớn, bé hoặc bằng. Bài 4. Biết phép tính thích hợp. Có 17 quạt máy, đã bán 7 quạt máy thì còn lại bao nhiêu quạt máy? Câu số 2. Có 12 cái bánh, đã ăn 3 cái bánh thì còn lại bao nhiêu cái bánh? Số 3. Có 16 cái kẹo, đã ăn 6 cái kẹo thì còn lại bao nhiêu cái kẹo? Phần B, các bài toán nâng cao tính. Các bé thích làm toán thì thử làm những cái bài toán lớp 1 này ha. Và xem kết quả ở video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Состоит из двух частей. Вот.